buồn vì thực sự mình thương nó thiệt, mình đã coi nó như là một người thân trong gia đình thì mình mới là tin tưởng, mình giao hết tài sản này nọ cho nó. Ki In khóc cạn nước mắt cùng Ngô Đình Nam và dàn TikToker tố quản lý lừa chiếm đoạt 5 tỷ đồng ngay trước thềm Tết Nguyên đán 2023. Mới đây, cư dân mạng không khỏi hoang mang khi thấy vào rạng sáng ngày 18 tháng 1, Ki In bật khóc trên livestream khi kể lại câu chuyện là mình cùng Ngô Đình Nam bị quản lý thân quen lừa tiền gần 5 tỷ đồng. Được biết, người này chịu trách nhiệm nhận lịch trình, hợp đồng quảng cáo và biểu diễn, đồng thời tiền cắt xê cô cũng nhận thông qua người này. Ki In cùng Ngô Đình Nam đã nhận khá nhiều giáp, tuy nhiên chỉ nhận được một phần tiền, số còn lại quản lý nói rằng giữ dùng và hứa cuối năm đưa. Thế nhưng, ngày Tết Nguyên đán đã đến cận kề nhưng quản lý vẫn chưa chịu trả tiền cho cả hai. Ki In cùng Ngô Đình Nam đã nhận khá nhiều giáp, tuy nhiên chỉ nhận được một phần tiền, số còn lại quản lý nói rằng giữ dùng và hứa cuối năm đưa. Thế nhưng, ngày Tết Nguyên đán đã đến cận kề nhưng quản lý vẫn chưa chịu trả tiền cho cả hai. Ách đây vài ngày, trên trang Facebook cá nhân cô đã từng đăng bài viết tố người này ăn chặn tiền của mình và dùng vào mục đích cá nhân. Ki In cho biết dù người này đang online nhưng không bao giờ nhận tin nhắn hay cuộc gọi từ cô. Từ đây, hắn tự nhận và đi nói với nhiều người khác rằng hắn là quản lý của Ki In, Ngô Đình Nam để nhận giáp, lấy lòng tin từ nhiều người, mong rằng Ki In cùng một số TikToker khác có thể tìm ra người quản lý kia và giành lại được số tiền mà họ đã mất.